Chị ký tên gì chưa? Ai mới để chờ xíu thì chị gặp mình bạn. Khoan đã, có tên quan trọng nè. Tên gì quan trọng? Thằng Bích Vô đó chồng. Bruh. Hồ Bích Trâm đó. Ai? Chị Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm đó chồng. Em nói thiệt, báo chỉ đang bữa giờ kìa. Có người cưới rồi. Bây giờ sao giờ? Chúc mừng. Đó là chúc mừng tới Quảng Ngãi. Ok. À, em là Thành Khôn, xin chúc chị Trâm đám cưới thật là viên mãn, thật là hạnh phúc. Chúc cho Trâm và anh ấy sớm có em bé nha. Ai chào bạn nha. Hôm nay cả nhà thấy Lâm Nhật mặc đồ giống như là chú rể đi đám cưới không? Đúng là đám cưới rồi, đúng là rể rồi, nhưng mà không phải là chú rể mà là phu rể. Nói đùa với quý vị thôi, chứ Lâm Nhật đang làm một clip ngắn để chúc mừng đám cưới của em gái Hồ Bích Trâm và em rể Huỳnh Quảng Trọng. Chúc hai em nè, năm nay làm ăn phát tài phát lộc nè, cưới đám cưới hoành tráng vui vẻ cả ba miền, vừa là Quảng Ngãi, vừa là Gia Lai, vừa Sài Gòn mình, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc hai em nè, đám cưới cả ba nơi thành công rực rỡ, vui hết nấc luôn. Nhưng mà nhớ, hôm nay vẫn mới là đầu năm, thì đầu năm ta cưới thì cuối năm thêm người nhớ nha. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm của Hồ Bích Trâm và Huỳnh Quảng Trọng. Dạ xin chào quý bà cô chú anh chị đang có mặt ở trong tiệc cưới của nhỏ em gái Hồ Bích Trâm. Dạ thì cuối cùng em nó cũng có chồng rồi quý bà cô chú anh chị, tưởng là ế rồi mà cuối cùng rất là hên, cuối cùng cũng có người vớt. Dạ nói chung là cảm ơn chú rể rất là nhiều ha. Dạ thì nhân cái ngày vui của em thì anh hai Thiên Dừa dạ cũng xin gửi lời chúc tới em với làm xã thật là nhiều sức khỏe ha, rồi vợ chồng phải luôn yêu nhau thật là hạnh phúc nha. Bây giờ tháng 5 anh cưới phải không? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tháng 1, tháng 2 đó, tháng 2 năm sau thì kiếm một cục cưng ha. Dạ đó, rồi hai đứa con gửi lời chúc cho cô Hồ Bích Trâm. Trăm năm hạnh phúc. Dạ rồi ngày mai gặp lại quý bà con chú chị nha. Cảm ơn. Chào tạm biệt. Bây giờ bà con ở ngoài đó cũng rất mong là cái nhóm Ngũ Long ra ăn đám cưới của Hồ Bích Trâm. Và chúc cho Bích Trâm. Bích Trâm ơi, bây giờ con đã lấy chồng rồi, con bớt khùng nghe con. Trời ơi, chị Trúc ơi, vậy là bồ nó bỏ, thằng chồng nó bỏ nó làm sao? Trời, bây giờ nó bỏ không còn kịp nữa. Rồi bồ ơi, Bích Trâm ơi, em lấy chồng rồi đúng không Bích Trâm? Nhớ là đừng có giữ nữa, đừng có nói nhiều nữa ha, để cho tĩnh tâm chút xíu, chứ chồng em nghe nói nhiều chồng em cũng mệt lắm. Bởi vì tôi mệt em mà tôi phải buông ra tôi đi và để em đi lấy chồng đó nha. Rồi ủa khoan Dũng ơi, Dũng sao Dũng khóc vậy bộ? Đừng nói chị là Dũng yêu Hồ Bích Trâm nha. Chị Phụng ơi, chị đi ra Quảng Ngãi đó, chị gặp Bích Trâm á, chị kêu á là cho em gửi lời chúc mừng nó nha. Tại vì em mừng nó thoát ế rồi em mừng. Hồ Bích Trâm ơi, anh yêu em. Em giỡn. Chồng ơi giỡn nha, đừng ghen nha. Nói chung là bây giờ nhóm của má chuẩn bị đi xe đạp tiến về Quảng Ngãi vô huyện Đức Phổ. Ăn đám cưới Hồ Bích Trâm. Ủa Trâm sao vậy Trâm? Chị nói thiệt luôn, chị không biết ai nhận được tin em đám cưới người ta vui. Thế chị rất buồn luôn á Trâm à. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị chưa gì hết mà Trâm. Tại sao? Em có biết là mỗi lần mà ai mà hỏi tới chị là trời chừng nào Vi lấy chồng, mình nhìn qua nhìn lại nó trời con Hồ Bích Trâm rồi này kia, nó còn phơi phới đó, mất mớ gì tôi phải đi lấy chồng. Đùng một cái em tạt nước lạnh như mặt chị là sao Trâm? Trời đất ơi. Thôi được rồi, nhưng mà ngày hôm đó bây giờ chị cho em đám cưới, chị cho em đám cưới chị sẽ vui mừng chúc mừng cho em với điều kiện ngày hôm đó. Em phải quăng bông cho chị nha Trâm, có nghĩa là sau em phải là chị nha Trâm, nhớ nghe chưa? Chị cảnh cáo đó, em mà quăng cho người khác là chị giận em luôn đó. Chị Hồ Bích Trâm hết ế rồi hả mọi người?
Trời đất ơi, chị lấy chồng có nghĩa là chị khai sáng cho một đội ngũ những cô gái ế lấy chồng theo chị luôn á. Nói chung là khi mà em nghe chị Hồ Bích Trâm lấy chồng là em kiểu bàng hoàng. Mọi người biết là hiện tại là em đang ở trong đám cưới của chị Ba Tê, chưa kịp ăn nữa, tiền chưa kịp bồi lại bằng thức ăn luôn là đã thấy bị lỗ một cái thiệp mời nữa rồi. Bị lỗ thêm một cái đám cưới rồi. Mình gặp chị Trâm quá trễ, mình đã cưới chồng rồi nên mình không có cơ hội lấy lại cái này. Nên Trâm ơi, chắc là em đi bằng tình cảm thôi Trâm nha. Và chúc cho chị từ khi cưới chồng chị sẽ vạn sự như ý, rồi bán hàng càng ngày càng nhiều, livestream mà ngày càng nhiều người xem nha. Và chúc đặc biệt nữa là chúc cho chị Trâm đám cưới này lời 10 tỷ nha chị. Cưới của Trâm và Trọng nha. Điều đầu tiên anh muốn nói là anh xin mừng cho Trâm và chia buồn với Trọng. Bởi vì sao? Đó là gì? Khi mà hai đứa đến với nhau rồi là Trọng từ nay sẽ không còn được thoải mái tung tăng với bọn anh nữa. Xin chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc. Hello, xin chào bà con. Mấy bữa nay Kỷ Ngang rất là vui khi hay được tin cuối cùng thì nhỏ Hồ Bích Trâm nó cũng lấy được chồng. Mừng quá. Nhân đây Kỷ Ngang cũng có vài lời muốn nhắn nhủ tới chú rể. Nè Trọng, chú biết nhỏ Hồ Bích Trâm này nhiều năm rồi nghe, đóng phim với nó nhiều phim lắm rồi. Thành thử chú biết nhỏ này nó manly lắm, nó mạnh giỏi lắm, nó khỏe lắm nha con. Mời mốt á, con mà có điều gì mà không được vui á thì cũng phải nhẹ nhàng lựa lời mà nói với nó. Trước khi nói thì cũng phải ngó trước ngó sau ha. Bảo Trọng nghe Trọng. Chú An chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Trâm, chúc em hạnh phúc nha. Đám cưới đi rồi mới biết hổ như cưng. Đang sống sung sướng giống anh nè, đó. Thích đi ăn thì ăn, đó, ăn. Cần đi về nhà, thì nhà em phải phục vụ chồng. Nấu cơm á, nếu em không nấu cơm á, coi chừng anh chồng á. Rồi anh qua nhậu, anh là bạn thân của chồng em, đúng không? Bạn thân của anh chồng. Anh nhậu, em phải xuống bếp làm đồ ăn, chứ không có cái cửa mà anh xuống phụ đâu nha Trâm nha. Thiệt ngồi nói mà muốn gớt trước mắt vậy đó. Em không có cửa đâu nha. Nha. Cưới đi. Cưới đi. Nhưng mà nghĩ cũng buồn thiệt. Bây giờ em cưới rồi sẽ không có ai phá anh nữa. Nhưng mà cũng chúc em hạnh phúc nha. Ráng hạnh phúc với em. Tức ăn. Hello mọi người, bé Nam và bé Bơm xin kính chúc cho cô Trâm và chú Trọng hai người trăm năm hạnh phúc và mau có em bé nha. Sống giống như ông bà người ta thường chúc là sống lâu trăm tuổi, răng long đầu bạc. Trăm năm hạnh phúc nha, Trọng với lại Trâm nha. Xin chào mọi người, xin chào Trọng và Trâm. Hồ Bích Trâm là một người bạn rất thân với Adam Lâm, cho nên khi mà nghe một cái tin hỷ sự như thế này thì Adam Lâm rất là vui mừng và hạnh phúc dùm cho Hồ Bích Trâm. Mong là sẽ sớm được gặp Hồ Bích Trâm tại buổi tiệc cưới ở Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì để gửi đến lời chúc cho Hồ Bích Trâm cũng như là anh Trọng tại quê nhà thì Adam xin chúc cho cả hai bạn luôn luôn hạnh phúc, đầu bạc răng long, cũng như là mãi mãi ở bên nhau đến trọn đời nhé. Nhân dịp wedding lần này của Hồ Bích Trâm thì hy vọng là Hồ Bích Trâm sẽ chuẩn bị cái live show cho Nhân để Nhân lên đó Nhân hát mười mấy hai chục bài gì tặng cho tất cả các anh chị cô chú, và riêng là đặc biệt là chúc Hồ Bích Trâm và chồng của Hồ Bích Trâm sẽ ngày càng hạnh phúc, trăm năm đầu bạc. Yeah. À, đám cưới của em Trâm ơi thì chắc là mọi người đã chúc rất là nhiều là em phải hạnh phúc, em phải vui vẻ nè, nhưng mà chị mong em á với lại chú rể phải yêu thương em, chú rể yêu thương em nhiều thì là nhiều, với lại là mỗi ngày em sẽ cười thật là tươi, sẽ là thật là hạnh phúc với lại cái đám cưới này cũng như là cái người đàn ông này, là trăm năm hạnh phúc. Nghe nụ cười tới đám em nha. Hello, xin chào chị Hồ Bích Trâm. Thực sự thì nãy giờ em đang ngồi tự kỷ một góc một mình vì đang phải suy nghĩ, đang rất là hoang mang khi mà thực sự nhận được tấm thiệp ở trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng từ ngày cưới của chị, thì nào giờ bất ngờ khi mà chị chưa bao giờ chị công khai người yêu của mình là chị quen ai,
Hay là chị đang tìm hiểu một ai thì đùng cái chị lại gửi thiệp cưới cho em thì khá là sửng sốt. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện thì em cũng xin được chúc mừng chị. Thì em biết được là chị, ít nhất là chị cũng là một người con gái nguyên thủy ha, cũng thích đàn ông và cuối cùng thì cũng đã lấy chồng. Và không có gì hơn thì em cũng xin được chúc mừng chị và chồng chị. Chúc mừng anh chị sẽ sống 100 năm hạnh phúc, sống tới răng long đầu bạc và mãi mãi bình yên trọn đời nha. Nói chung là bà con cô bác biết sao không, cái lúc mà Hồ Bích Trâm thông báo là Hồ Bích Trâm có chồng nó chuẩn bị đám cưới là bàng hoàng sửng sốt, tại không có tin. Anh Trâm á, nào giờ nó ế không mà chưa có bầu không mà tự nhiên đùng cái nó kêu nó cưới, làm như nó lừa người ta sập bẫy hay gì á, nên cưới lẹ cưới vội vậy chứ nào giờ nó chưa có bầu mà. Nói chứ chúc cho bạn Trâm 100 năm hạnh phúc nha. Nhìn hai bạn là thấy anh kia cũng hiền á. Hello mọi người, hôm nay là Nguyễn Cường biết được một thông tin là Hồ Bích Trâm là chuẩn bị lên xe hoa. Và thật sự là rất là bất ngờ. Bao nhiêu năm thấy nhỏ em nó ế quá rồi, coi như là không có ai đón rước hết luôn. Tự nhiên đụng cái nói chú Cường ơi, chú Cường con sắp lấy chồng. Chà, chắc tội nghiệp chú rể dữ lắm á. Hốt được này không biết là hên hay là may mắn hay là xui nha. Nói chứ Huy Cường chúc bé Hồ Bích Trâm và ông xã 100 năm hạnh phúc, vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là cuộc sống. Nhớ hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nha, chứ con bé này nó lì lợm dữ lắm đó chứ. Dạ, nhân dịp đám cưới của Hồ Bích Trâm ở dưới quê, xin chúc cho Bích Trâm là bớt uống rượu lại. Tại vì chú rể á, uống rượu rất là dở. Mà hả Trâm á, hả thì lúc nào cũng để cho chú rể đưa về. Mai mốt là em phải tự giác. Bởi vậy ta nói phụ nữ hơn nhau ở cái chỗ là có cái người tài xế đưa về. Nên là hy vọng là Trâm sẽ luôn luôn hạnh phúc về sau. Mai mốt xỉn ăn chơi với anh em sẽ luôn luôn có người đưa về. Chúc mừng hạnh phúc nha. Chào Hồ Bích Trâm và chú rể, xin chúc cho Hồ Bích Trâm và anh chồng 100 năm hạnh phúc, răng long đầu bạc nha. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em biết ngày làm gì đặc biệt không? Đừng nói đặc biệt của hai đứa mình nha, mà hai bên bỏ đi. Bây giờ là mình đang làm cho một cái nhân vật chính, đó là đám cưới của Hồ Bích Trâm. Trâm cuối cùng là em nó cũng theo chồng nhưng mà không bỏ cuộc chơi. Nhân ngày quan trọng này thì chị Thanh với anh Thịnh xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long luôn. Và đặc biệt là trong cuộc sống có cái gì mà cảm thấy chưa hài lòng về nhau, cảm thấy nóng giận lên thì bỏ đi chỗ khác đi, đừng nói hết nha. Đặc biệt tính của Trâm á, hơi nóng nhưng mà bên trong á, gọi là hiền lắm, dễ thương lắm. Nên là anh Trọng hay cố gắng, nếu mà đã yêu Trâm, lấy Trâm làm vợ rồi thì hãy chịu đựng hết tất cả mọi thứ, mọi cái tính đó của Trâm nha. Nóng ở ngoài thôi chứ trong lòng tình cảm lắm. Và em xin chúc cho anh Trọng và Hồ Bích Trâm luôn 100 năm hạnh phúc. Yeah, sớm có con nha. Cái gì? Hồ Bích Trâm lấy chồng hả? Trời ơi, hú hồn thiệt luôn hả Trâm? Wow, tụi chị chúc mừng em nha. Chúc mừng em đã thoát khỏi cảnh ế. Và tụi chị cũng mừng cho chính tụi chị nữa, bởi vì không phải gặp em để nghe em than thở rằng là các chị ơi em ế rồi, các chị ơi em ế rồi. Cảm ơn em nghe chú rể. Cảm ơn em đã chịu khó rước nhỏ em ế của tụi chị đi giùm nha. Nói vậy thôi chứ con nhỏ em của chị nó dễ thương lắm, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa tài năng mà lại vừa tốt bụng nữa, đáng yêu lắm. Em ráng ôm chặt người yêu của em trong vòng tay nha, đừng buông cô ấy ra nha. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Happy wedding. 1 2 3